Xin chào tất cả quý phụ huynh kem học sinh. Video bài học hôm nay cô và các bạn cùng đi vào bài thực hành và trải nghiệm đo khoảng cách bằng bước chân ở trong quyển vở bài tập toán lớp 3 bộ sách Chân trời sáng tạo. Chúng ta có 3 yêu cầu. Yêu cầu số 1 là yêu cầu các bạn là đo xem thử một bước chân của em dài bao nhiêu cm. Vậy thì em hãy bước đi tự nhiên, bình thường. Chúng ta không cố bước dài mà cũng không bước ngắn, đúng không nào? Làm dấu rồi dùng thước đo độ dài một bước chân của em, khoảng cách từ mũi bàn chân phải đến mũi bàn chân trái của một bước đi. Và đây chúng ta có mũi của bàn chân phải này và mũi bàn chân trái này. Đấy, chúng ta đo xem thử là khoảng cách của hai cái mũi, hai cái đầu đấy, hai cái mũi ở phía trước này bằng bao nhiêu. Thì chúng ta ghi lại đấy, đấy chính là độ dài một bước chân của em. Và các em đo vào thì chúng ta thấy là độ dài của một bước chân của em khoảng 35 cm. Khoảng 35 cm. Cái số này thì có thể thay đổi. Các bạn có một số bạn thì độ dài mỗi bước chân khoảng là 37-38 cm, đúng không? Hoặc là có những bạn là 40 cm. Nhưng có những bạn là chỉ có 32-33 cm thôi. Thì chúng ta sẽ đo thực tế cái độ dài bước chân của em rồi em điền vào đây. Tiếp theo sang bài tập số, sang cái yêu cầu 2. Khoảng mấy bước chân của em thì được 1 mét? Các em có thể thực hiện như sau. Các em lấy số đo một bước chân rồi các em nhân 3, làm tròn kết quả đến hàng trăm. Chúng ta có một bước chân là 35 cm. Như vậy 3 bước chân cô nhân 3 lên, 35 x 3 bằng 105. Vậy làm tròn số 105 đến hàng trăm thì chúng ta sẽ được là số 100. Như vậy chúng ta có 100 cm thì chính bằng 1 m. Vậy khoảng 3 bước chân của em thì sẽ được là 1 m. Vậy các em sẽ trả lời là khoảng 3 bước chân của em được 1 m chẳng hạn. Đấy. Ta kết luận lại là khoảng 3 bước chân thì sẽ được 1 m. Tiếp theo, đo một số khoảng cách bằng bước chân để tìm ra được số đo này khoảng bao nhiêu mét. Ví dụ như chúng ta đo chiều rộng lớp học của phòng, các em bước xem thử bằng bao nhiêu bước chân. Đấy. Rồi chiều dài các em bước xem thử bao nhiêu bước chân, đúng không nào? Ví dụ như các em đi vào trong lớp, các em bước từ phía bên ngoài cửa, các em bước theo chiều rộng của lớp học thì các em bước xem thử là bao nhiêu bước. Thì các em thấy từ chiều rộng các em bước vào phía trong thì các em thấy là khoảng là 14 bước chân đi, 14 bước. 14 bước mà mỗi bước chân của chúng ta là 35 cm, đúng không nào? Như vậy các em lấy 14 các em nhân 35. 35 các bạn nhân với 14 này. Ta có 4 x 5 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 4 x 3 bằng 12, nhớ 2 nữa bằng 14. Đấy, 1 x 5 bằng 5 và 1 x 3 bằng 3. Sau đó các em cộng kết quả này, 0 này, 9 này, 490 cm. 490 cm thì cô làm tròn đi thì nó sẽ gần bằng là 500 cm. 500 cm thì cô đổi ra là bằng 5 m. Như vậy chiều rộng của lớp học ở đây là 5 m, được không? Đấy. 14 bước chân thì cô nhân lên là bằng 490 cm. 490 thì cô làm tròn lên là gần bằng 500. Và cái này là nó khoảng là 500 cm thì bằng 500 m. Tiếp theo là cô có chiều dài của lớp học. Chiều dài thì các em sẽ đi từ theo chiều rộng, dọc theo chiều dài của lớp, các em đếm số bước xem thử là bằng bao nhiêu, đúng không nào? Đếm xem thử được bao nhiêu bước. Thì các em đếm, ví dụ như chúng ta có là sau khi các em đếm đi theo chiều dài của lớp, các em đếm số bước chân của chúng ta thì các bạn đếm được là khoảng 17 bước. Mà mỗi bước chân của các em thì là 35 cm. Như vậy các em sẽ lấy 35 các em nhân 17. 7 x 5 bằng 35, viết 5 nhớ 3. 7 x 3 bằng 21. 21 nhớ 3 nữa bằng 24. 1 x 5 bằng 5 và 1 x 3 bằng 3. Ta cộng nhá, 5 này, 9 này, 595. 595 thì có thể làm tròn lên là gần bằng 600. Đấy, 595 thì cô làm tròn lên là 600. 600 cm thì đổi ra bằng 6 m. Đấy,
17 bước mà mỗi bước 35 cm thì em lấy 35 nhân với 17 bằng 595 cm. 595 cô làm tròn lên, nhắc lại là làm tròn lên 600. 600 thì khoảng là 6 mét. Như vậy là cô vừa hướng dẫn cho các bạn, chúng ta đã đi xong được bài thực hành và trải nghiệm trang 100 của vở bài tập toán lớp 3 bộ sách Chân trời sáng tạo. Đây cũng là bài cuối cùng ở trong quyển vở bài tập toán lớp 3 tập 1 của bộ Chân trời sáng tạo. Các em hãy cùng tiếp tục theo dõi các video của tập 2 ở bộ sách Chân trời sáng tạo ở trên kênh của cô nhé. Trên kênh của cô, ngoài sách bài tập còn có đầy đủ các video của sách giáo khoa. Các em hãy vào xem và ủng hộ cho cô. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các video học tiếp theo.